VIP, dẫn đầu xu thế thẻ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dễ luôn. Không sao đâu, tình yêu mới gặp sao không? Không sao đâu, em đi mặc lại cho anh có độc thân hết á. Quá lo lắng à. À, cái tay đó không làm cho tim được. Cho tim. Có một sự thân thiết nhẹ. Ở thấp mày thấy rồi, mọi người vào vị trí đi ạ. Tôi sẽ giới thiệu bài hát bằng cách nằm. Má nhận lấy tôi. Sau đây là màn lộ diện của cừu bông. Underground. Má sấy quá vậy trời, nó sấy quá sấy rồi. Hello mọi người, ngày mai em giới thiệu đoạn đầu vậy nha. Ok. Chúng tôi xin cảm ơn nhà về chính chúng tôi ngân hàng VIB những đồ xu thế thế. Đó mà cứ bộ lần hát đẩy ra hát mà đẩy vô lại thôi gì diễn nhiều. Bánh đu nước chẳng hạn. Bên Nhật nó với con gọi là con trứng lười á. Có con trứng lười á. Nhà tài trợ thích là nằm vậy giới thiệu nha. Rõ ràng, các bạn muốn uống bia ngon duy nhất hãy đến ngay 1664 Lums Beer Bar. Gợi cả bia vị nhất. Mở bất cửa. Đây, mở đây. Mở là kéo cái phong bao tiền xuống chứ. Sao? Mở. Bia vị nhất. Mở bất cửa. Rồi. Thiệt, em nghĩ là qua nhà băng băng làm sen hay gì đó. Vướng luôn. Trời ơi, 7 lần. Trời ơi, kinh đó mọi người. Hello, cựu, how are you? Bắp dậy cô hát hả? Cô đây. Tôi đã là một người ca bất tân hợp từ cách đây có lab. Cách đây rồi. Ây à. Rồi mấy đứa còn gọi là học cấp 5, 6. Chúng tôi đã gọi là chính kiến gần hơn 100 con gà lớn nhỏ. Sau đó vì game chúng tôi nẻ hướng thôi.
cù ra tín hiệu bằng tay để khẳng định lời của anh Bắp nói đi. Đúng hay không ạ? À? Không có dơ vậy được. Bạn đã biết siêu concert The Mask Singer Việt Nam làm ở ngoài trời rồi chứ? Bạn đang háo hức được gặp dàn lineup hơn 30 ca sĩ đỉnh của đỉnh. Vậy thì chắc chắn những sự kết hợp bất ngờ này sẽ càng làm bạn thêm phát mê hơn nữa. Hương Tràm Vòi Bản Đô, Lệ Quyên Quỳnh Tóc Lô Ngọc Anh, Tùng Dương Hippo Happy Lâm Bảo Ngọc và Bố Gấu Hoàng Hải, Tướng Mặt Trăng Trung Quân Ông Baby, Tí Nâu Thùy Chi Bố Gấu Hoàng Hải, Rider Cưu Bông Khởi Mi, Lady May Mira Trần Hippo Happy Lâm Bảo Ngọc, cùng nhiều sự kết hợp bùng nổ khác nữa. Còn chờ gì mà không mua vé ngay hôm nay? Tất cả tiết mục đẳng cấp không thể tìm thấy ở Đồng Tháp đang đợi bạn. Một đêm duy nhất 16 tháng 12, 2023 tại SECC, thành phố Hồ Chí Minh. The Mask Singer Việt Nam All Star Concert 2023. Mua vé ngay tại vshop.vn. Who is that? Hãy cho một cái tên.